Đấy, đấy, đấy. Tôi biết ngay, mẹ tôi vừa nói xong. Tôi vừa mới nói xong. Cái phiên bản iOS 15.1.1 được Apple update rồi đấy các ông ạ. Tôi đã nói rồi mà. Và vào cái thời điểm quay video này, mình đã update phiên bản này được 3 ngày nay rồi. Và việc Apple cho phát hành phiên bản này thật sự đã khiến mình rất bất ngờ, khi mà nó chỉ hỗ trợ fix lỗi chủ yếu trên những dòng iPhone 12 và 13 series mà thôi. Cho nên, những cái con iPhone cũ hơn như cái con 6S này này, đây một khóa thạch sống của nhà Apple, dĩ nhiên không được hỗ trợ update lên phiên bản iOS 15.1.1. Vì thế, video này mình sẽ test cho anh em xem trên con iPhone 12 Pro mà thôi. Mình sẽ test về pin, hiệu năng và cả nhiệt độ luôn để cho anh em xem ha. Bắt đầu video. Và đầu tiên, giống như mọi clip khác thì mình sẽ bàn về dung lượng trên phiên bản này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, đây phiên bản iOS 15.1.1. Và đối với trên em iPhone 12 Pro này có dung lượng là 357 MB. Với cái dung lượng này thì khá là thấp nha các bạn. Và ở những cái dòng iPhone khác như là iPhone 13 đến iPhone 13 Pro Max thì sẽ có dung lượng lớn hơn một xíu. Tuy nhiên, dung lượng nó chỉ loanh quanh từ 350 đến 400 MB mà thôi. Và những em nào đang ở sẵn phiên bản iOS 15.1 chính thức thì anh em sẽ vào cài đặt ha. Sau đó chọn cài đặt chung và chọn cập nhật phần mềm là chúng ta sẽ thấy ngay phiên bản iOS 15.1.1 ở đây mà thôi. Đó, rất là dễ dàng cho việc cập nhật. Và anh em nào mà lỡ update lên phiên bản iOS 15.2 beta rồi thì anh em sẽ không update được phiên bản iOS 15.1.1 này, bởi vì chúng ta đang ở phiên bản lớn hơn mà. Sao mà có thể update lên được? Trừ khi là chúng ta sẽ phải dùng đến máy tính và hỗ trợ bởi phần mềm 3 Utun thì chúng ta mới có thể hạ cấp được về phiên bản này mà thôi. Và đã sẵn tiện ở đây rồi thì mình sẽ chọn quay lại và cho một số anh em nào chưa biết. Thì phiên bản này có số bản mềm là 15.1.1 ha. Bên cạnh đó là số bản dựng là 19B81. Cái số bản dựng này thì giúp chúng ta phân biệt với phiên bản iOS 15.1 thôi chứ không có gì cả. Và cái số bản dựng này nó chỉ xuất hiện ở trên những dòng iPhone 12 và 13 series mà thôi, bởi vì phiên bản này nó chỉ fix lỗi ở trên hai dòng này mà. Và tiếp theo thì mình sẽ bàn về những cái thay đổi trên phiên bản này ha. Đây, những cái thứ mới được cập nhật ha thì sẽ ghi hết ở trong đây rồi. Đó. Ở đây thì Apple có ghi là cái phiên bản này cải thiện sự cố bị rớt cuộc gọi ở trên những dòng iPhone 12 hay là iPhone 13. Tuy nhiên bản thân mình có dùng nhiều những phiên bản trước như là iOS 15.1 và iOS 15 thì mình cảm thấy là cái lỗi này thật sự là không xuất hiện. Mình có gọi cho người này người kia, tuy nhiên cái việc rớt cuộc gọi thì hầu như là không xảy ra. Đó. Hầu như là mình không gặp cái tình trạng gọi là bị tắt cuộc gọi giữa chừng. Tuy nhiên, cái lỗi này có thể là phổ biến ở những cái nước tư bản như là Mỹ hay là châu Âu. Đó. Và việc Apple update phiên bản này thì chứng tỏ là cái lỗi này đã xuất hiện rồi. Và những em nào đang sử dụng iPhone 12 cũng như iPhone 13 thì nên update lên để cho chắc ha, để tránh xảy ra cái trường hợp mà chúng ta bị rớt cuộc gọi hay là ngắt cuộc gọi giữa chừng khi chúng ta đang gọi điện. Và nhất là những cuộc gọi quan trọng mà bị ngắt như thế thì đúng là không hay. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, cái phiên bản này có 2 chấm đúng không ạ? Thì cái phiên bản này ấy thì chủ yếu để vá lỗi, và ngoài cái việc vá lỗi ra thì Apple cũng sửa lỗi và update về bảo mật nữa. Thì ở đây mình đã ép một cái link của Apple Support và dịch ra tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu. Đó. Thì ở dưới đây, cái phiên bản iOS 15.1.1 này được Apple liệt kê trong cái bảng như này, và một cái dòng giải thích rất là tối nghĩa nhé, hầu như là không có gì cả. Tuy nhiên theo kinh nghiệm cá nhân của mình, với những cái phiên bản mà được Apple giải thích như này thì cũng được update về bảo mật. Tuy nhiên vì một cái lý do nội bộ nào đó mà Apple không trình bày rõ ràng ra. Đó. Nhưng mà chúng ta không thể khước bỏ được cái sự thật là Apple đã update về bảo mật trên cái phiên bản iOS 15.1.1 này. Và những em nào đang sử dụng iPhone 12 cũng như iPhone 13 series đấy, thì nên update về phiên bản này, bởi vì khi chúng ta sử dụng những cái dòng sản phẩm của nhà Apple thì cái việc bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu và rất là coi trọng nha. Và một số lỗi được fix mà Apple không nốt ở trong những cái phần nốt cũng như là không thông báo cho chúng ta. Tuy nhiên, trong 3 ngày tìm hiểu của rất nhiều những anh em từ trong nước lẫn ngoài nước thì mình thấy những cái lỗi mất sóng di động được fix hoàn toàn ở trên những cái dòng máy iPhone 12 cũng như iPhone 13. Và hầu như những cái lỗi vặt xuất hiện ở trên bàn phím Messenger cũng như là cái việc mà iPhone 12 cũng như là iPhone 13 bị nóng máy đột ngột cũng đã không xuất hiện ở trên phiên bản này. Đấy, đây là một điều rất là đáng mừng. Và phiên bản này đúng chất là để fix lỗi, và anh em cũng đừng nên ngần ngại update lên phiên bản này ha. Và tiếp theo, một phần rất nhiều anh em quan tâm với những phiên bản mà được đánh giá sau 3 ngày như này là về hiệu năng ha. Đây. Thì theo cảm quan đầu tiên, mình thấy phiên bản này cũng vẫn mượt mà, vẫn giữ phong độ với những phiên bản trước ha. Đó. Tuy nhiên có một điều đáng lo là khi mình chấm điểm ở trên App Geekbench 5 Pro ở đây, đó. Thì các bạn sẽ thấy này, đây là 3 lần mình chấm vào sáng hôm nay, đó, với cái số điểm đa nhân bị tụt hơn hẳn so với những phiên bản trước. So với phiên bản iOS 15.1 thì ở đây nó giảm mất từ 700 đến 800 điểm nha các bạn, với 3 lần chấm liền lúc như này. Và so với những phiên bản của iOS 15.2 beta cũng thua hơn hẳn. Và ngay cả so với phiên bản trước đó luôn là iOS 15.0.2 cũng thua hơn hẳn về cái điểm đa nhân. Đấy, ở đây này, ví dụ cái lần gần đây nhất của mình là chấm điểm đơn nhân là 1572 và số điểm đa nhân là 3268. Đó. Tuy nhiên đây chỉ là về số điểm mà thôi, và việc cảm nhận cũng như là cái việc vuốt chạm của mình đó, truy cập app vẫn rất nhanh, vẫn giữ nguyên phong độ ở những phiên bản trước đó, chứ không hề có hiện tượng giật lag nào nha. Và kể cả về pin ha, đó, về pin thì như mình đã nói rồi, ở phiên bản này thì mình cảm thấy nó đã fix lỗi nóng đột ngột trên những dòng iPhone 12 cũng như là iPhone 13, cho nên pin ở trên phiên bản này không khác gì so với bản iOS 15.1, và mình cảm thấy nhiều lúc nó còn trâu hơn một xíu thôi. Mình ước chừng là khoảng từ 10 đến 15 phút nha các bạn. Từ đó dẫn đến nhiệt độ trên phiên bản này thì cũng mát hơn và ổn định hơn một chút. Đó.
thì cái phiên bản này fix lỗi và cho chúng ta có trải nghiệm tốt hơn về pin cũng như nhiệt độ. Tuy nhiên về hiệu năng với cái số điểm như này thì mình cảm thấy là Apple vẫn chưa được hoàn thiện ha. Đấy, đối với dòng iPhone 12 Pro và số điểm đa nhân như thế này thì không ổn rồi. Rồi và sau khi trải nghiệm tất cả mọi thứ từ những cái thay đổi này cũng như là pin, hiệu năng và nhiệt độ sau 3 ngày thì mình cảm thấy cái phiên bản này sẽ xứng đáng nhận được số điểm là không đắng, bởi vì như các bạn đã biết rồi. Với cái số điểm không đáng này thì chúng ta hoàn toàn có thể update lên cũng được và ở lại phiên bản cũ là iOS 15.1 cũng được. Bởi vì như mình đã trình bày rồi, với cái số điểm hiệu năng như thế thì rất đáng quan ngại. Tuy nhiên những nào mà ưa thích cái sự không lỗi này, ưa thích cái sự bảo mật hoàn toàn trên những cái dòng điện thoại của nhà Apple, đấy thì anh em có thể update lên và để trải nghiệm được hoàn thiện nhất đó, và không quan tâm về hiệu năng ha. Đấy, ở đây thì cái số điểm hiệu năng nó bị giảm đi một chút đó, tuy nhiên về trải nghiệm người dùng, trải nghiệm hàng ngày thì nó vẫn mượt mà. Đấy, nó đem lại chúng ta cái cảm giác không hề có sự khác biệt gì so với những phiên bản trước. Nhưng mà điểm cộng của chiếc phiên bản này là pin và nhiệt độ đã ổn định hơn những phiên bản trước của iOS chính thức. Và đó là tất cả những cái gì thuộc về phiên bản iOS 15.1.1 sau 3 ngày mình trải nghiệm. Và nếu em nào còn phát hiện ra những cái điểm gì hay, những cái thay đổi gì mới và những cái trắc trở gì trong cái việc trải nghiệm phiên bản này thì anh em hãy comment phía bên dưới ha. Và nếu anh em nào thấy video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube của Đáng Review. Và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ phía bên cạnh để nhận được những video mới nhất, hay nhất của mình và cậu Vàng nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video lần sau. Bye bye.